Xin mời các bạn cùng đến với sân bóng chuyền hơi trường Tiểu học Lạc trong buổi chiều ngày hôm nay, thứ bảy, ngày 16 tháng 9 năm 2023 để chứng kiến những trận giao lưu bóng chuyền hơi nam nữ. Tại sân các bạn đang quan sát đó là sân bóng chuyền hơi nam. Bóng chuyền hơi nam trong buổi chiều ngày hôm nay cũng có 3 đội. Đội chủ nhà Cổng Lạc, đội khách Phượng Kỳ và đội phố Quý Ca. Ba đội sẽ gặp nhau giao lưu trong buổi chiều ngày hôm nay. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Let's go.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Yeah.
Đánh thì trời đổ mưa các bạn. Xin mời các bạn tạm nghỉ nhé.